Kính thưa quý vị, đây là chương trình đặc biệt để tưởng niệm 30 tháng 4 lần thứ 46 và cũng để hỗ trợ cho dự án xây dựng tượng đài tái chiến cổ thành Quảng Trị. Tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ngày hôm nay tôi rất hân hạnh được tiếp xúc cùng với các chiến sĩ mũ xanh thủy quân lục chiến của sư đoàn thủy quân lục chiến thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tham dự trong chương trình ngày hôm nay, bên trái của tôi là có cựu trung tá Trần Thiện Hiệu, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn thủy quân lục chiến. Bên trái của cựu trung tá Hiệu là trung úy Nguyễn Thanh Lương, hiện nay là hội trưởng của hội thủy quân lục chiến tại miền Bắc California. Cũng như bên phải của tôi là có mũ xanh Phát Khiên, là cựu hội trưởng của hội thủy quân lục chiến miền Bắc California này. Trước hết xin cảm ơn trung tá Hiệu đã đến từ Houston đến San Jose ở đây để tham dự trong các lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại đây. Và trước hết con xin kính chào cựu trung tá, và xin trung tá có thể cho biết sơ qua là tưởng niệm cái ý tưởng của cựu trung tá như thế nào trong cái mùa lễ tưởng niệm tháng tư đen của năm nay. Cảm ơn luật sư Ân, và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Tôi là Trần Thiện Hiệu, người đã tham dự trận đánh Quảng Trị từ ngày đầu cho đến ngày cuối của trận đánh. Hôm nay theo lời mời của Hầu Duệ trong ban ủy quân trường đài, chúng tôi tới đây để có vài chuyện thưa chuyện cùng quý vị. Và trước hết tôi xin nói chuyện sơ ra qua những cái chuyện gì mà tôi đã sinh hoạt tại hội đoàn trong thời gian ở Hoa Kỳ. Trước hết, đối với thủ quân lục chiến, tôi là người được anh em ủy quyền cho thành lập hội thủy quân lục chiến đầu tiên tại thành phố Houston vào năm 1983. Sau đó 2 năm sau, cái hội tổng hội đầu tiên tôi cũng cố để đề nghị với thiếu tướng Bùi Thế Vân, mình đã, dù có hai hội thủy quân lục chiến thôi, nhưng mà tôi đề nghị cái thành lập cái bộ chỉ huy tổng đội để hướng dẫn sau này. Tôi thành lập nhưng mà tôi không làm tổng hội trưởng cho đến năm 1993. Anh em bắt tôi ra làm chủ tịch tổng hội hai nhiệm kỳ 1993, 1995 và 1997. Để song song với hoạt động của thủy quân lục chiến, tôi có hân hạnh tham dự sinh hoạt với Tổng hội cựu chiến sĩ Houston trong cái đại hội năm 1984. Đại hội này đã thu được hội họp gần 30 hội đoàn toàn Hoa Kỳ. Trong đó, cố thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ và cố đại tướng Cao Văn Viên có về tham dự với chúng tôi. Trong cái tổng hội cựu chiến sĩ đó, tôi sinh hoạt trong cái ủy ban đặc nhiệm về quốc nội, tức là tìm hiểu các tổ chức đấu tranh để yểm trợ và giúp đỡ. Tôi có hân hạnh được về Thái Lan 3 lần để yểm trợ và thăm hỏi các tổ chức đấu tranh đó. Những tổ chức đấu đó bây giờ thì nó qua giãn rồi, tôi không nhắc làm gì nữa. Cho đến năm 2001, tôi đã cố gắng tổ chức cái đại hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức tại thủ đô để thành lập cái tổng hội cựu sinh quan sĩ quan Thủ Đức đầu tiên tại hải ngoại. Năm sau, theo lời yêu cầu của anh em, chúng tôi đã tổ chức cái đại hội sơ bộ để chuẩn bị cho đại hội toàn quân vào năm sau. Chúng tôi đã mời được cố thiếu tướng Lê Minh Đảo làm trưởng ban vận động đó, và cố thiếu tướng Lê Minh Đảo đã hoàn thành cái nhiệm vụ đại hội toàn quân vào 2003 ở Nam Cali,
sau cái đại hội đó, một cái tổ chức được thành lập là Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, cho Đại tá Nguyễn Xuân Vinh làm chủ tịch mấy nhiệm kỳ. Cái sinh hoạt cuối cùng của tôi là đại diện cho Tập thể Cựu chiến sĩ Hải ngoại tổ chức một cuộc diễn hành tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn nhân ngày cựu chiến binh năm 2007, cùng diễn hành với lại hàng trăm ngàn cựu chiến binh Hoa Kỳ. Quân đội, các tổ chức quân đội về đó chỉ có 500 thôi, nhưng mà chúng tôi đã mang được quân quỳ của 4 quân đoàn, quân quỳ của 11 sư đoàn tác chiến, rồi quân, tất cả các quân quỳ trục đều đi diễn hành trên cái thành đại lộ Constitution, đại đội lớn của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau cuộc diễn đó thì gần như 25 năm sinh hoạt hội đoàn, tôi tạm thời lùi vào bóng tối. Cho đến ngày hôm nay, tôi có mặt ở đây chỉ làm sự tình cờ. Có thể nói rằng tôi là người khách không mời của Hậu Duệ. Trong một cái buổi phát thanh của anh Trần Nhật Quân, Trần Nhật Phong, vâng, trong cái chương trình Houston Nhật Ký, tôi nghe tiếng anh ấy gọi, kêu gọi tổ chức để xây dựng tượng đài. Tôi mới ghi số điện thoại để gọi theo cái số đó, thì gặp cháu luật sư Luân đây, có tâm tình nhìn với tôi về những cái chuyện hơi khó khăn, trở ngại một chút thôi, chứ cái chuyện xây dựng tượng đài nó sẽ thành công. Thì tôi hứa với lại cháu Luân, rồi cháu Tạ Đức Trí, anh thị trưởng Westminster đó, có gọi điện thoại tôi, thì tôi rằng và thôi thì chú già rồi, nhưng mà cũng đến với các cháu một lần cuối, giúp được gì thì giúp. Do đó tôi có mặt ở đây hôm nay. Cảm ơn Trung tá Trần Thiện Hiệp rất là nhiều với cái sự chia sẻ đó. Cháu nghĩ chú trước ngày Trung tá có thể như là một cái niên trưởng cao cấp nhất và tận tụy nhất, không những cho binh chủng trong cuộc chiến mà cho toàn quân quân lực Việt Nam Cộng hòa trong suốt 46 năm qua. Thì cảm ơn chúng ta đã chia sẻ những cái kinh trải nghiệm đó. Và trở lại với Trung úy Nguyễn Thanh Lương, với tư cách là chủ tịch của cái hội thi quân lực chiến hiện nay tại miền Bắc Cali, Trung úy nghĩ như thế nào về cái cảm nghiệm 30 tháng Tư Đen lần thứ 46 tại Hoa Kỳ, cũng như cái ý tưởng về trận đánh cổ thành Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972? Tôi, Nguyễn Thành Lương, xin gửi lời chào khán thính giả. Sau khi mà luật sư Lân hỏi tôi câu đó, 30 tháng 4, thứ 46 và xây dựng tượng đài, thì tôi có ý kiến như sau. Vì 30 tháng 4 đó, mỗi năm chúng ta tổ chức cho con cháu những cái thế hệ sau này biết tại sao cái ngày đó mà chúng ta tổ chức, tại sao mà cái chúng ta có mặt ở đây. Và khi mà con cháu chúng ta nó hiểu ra rồi, nó biết nguồn cội của nó đó, nó biết là ông bà nó khi xưa là chiến đấu rất can trường, chứ không phải như là nói là lính Việt Nam Cộng Hòa không chiến đấu. Sai. Mình chiến đấu rất anh dũng. Nhưng chẳng qua là gì? Thiếu đạn dược, thiếu tiếp liệu, thiếu quân diện, thiếu đủ thứ hết. Trong khi mà chống lại cả một cái khối cộng sản quốc tế và viện trợ cho cộng sản Bắc Việt rất là dồi dào, thì câu trả lời là chúng ta mất nước. Bây giờ trở về cái vấn đề tượng đài. Cái tượng đài khi chúng ta xây dựng lên á, thì nãy luật sư Lân có nói, không phải một binh chủng nào, nhưng mà nó là đóng góp quân dân cán chính. Giờ trong đó xương máu nhiều lắm, thủy quân chiến đã hy sinh trên 3.000 người.
chúng tôi là những cái người may mắn còn ở đây, thì không thể nào mà quên chuyện này được. Cái thế hệ của luật sư đã biết được chuyện đó, thế hệ thứ hai biết được chuyện đó, làm lên một cái tượng đài. Đời sống của chúng ta thì ngắn hạn, tượng đài sẽ còn hoài. Và chính vì thế mà chúng ta làm được cái tượng đài này đó, đâu phải là cho Tạ Đức Trí, cho luật sư Lân hay là cho Thủ Công Chiến. Không, tượng đài này sau khi làm xong rồi đó, những cái bài đọc của chúng ta nó sẽ hướng dẫn cho con cháu chúng ta khắp năm châu rằng nó tượng trưng cho cái gì. Tượng trưng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Thủy quân lục chiến chỉ là cái cú đấm cuối cùng gục ngã cái Cộng sản Bắc Việt để lấy lại cái cổ thành Đinh Công Tráng cho nước Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta bảo vệ đất nước của chúng ta. Thì tôi mong rằng mọi người đó bỏ cái tự ái của mình đi, bỏ cái tôi của mình đi, ngồi lại với nhau, thì cái sự thành công chúng ta đã trên nhiều đó thôi là đã trên 60% rồi. Còn cái vấn đề á, chúng ta giờ chúng ta cái đối với hậu vệ á, chúng ta chỉ hơn hậu vệ có cái tuổi thôi. Hậu vệ chúng ta giỏi hơn ta nhiều, biết cách làm, biết cách luật lệ gì khi làm là trúng luật, mà đâu phải dễ dàng gì mà xin được miếng đất, khó lắm. Con cháu chúng ta làm được, chúng ta nên mừng. Và tôi cũng mong rằng trong cái khả năng của chúng tôi với vai trò là hội trưởng hội Bắc Cali giúp được tới đâu hay tới đó. Xin hết. Cảm ơn Trung úy Trịnh Thế Lương rất là nhiều. Và trở sang với mũ xanh Phát Kiên. Phải nói là chú Phát Kiên là một trong những người đầu tiên gửi cái chi phiếu 1.000 đồng. Không biết là tiền riêng của chú Kiên hay là tiền của nhóm anh em cựu chiến sĩ Thủy quân lục chiến. Xin chú Kiên có thể chia sẻ là tại sao chú Kiên hay là các anh em Thủy quân lục chiến là hỗ trợ cho cái dự án này, và suy nghĩ của chú như thế nào với cái thành công, với cái chiến tích ở trên cổ thành Quảng Trị này. Xin chào quý khán thính giả, chào luật sư, chào bộ trưởng Hiệu và bộ trưởng Lương. Kính thưa quý khán thính giả, giờ phút này ngày hôm nay chúng tôi hãnh diện mặc cái bộ quân phục Thủy quân lục chiến, tức là chúng tôi luôn luôn muốn biểu hiện những người lính mũ xanh, một trong những tập thể đơn vị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã một thời chiến đấu oai hùng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tự do. Và chúng tôi vẫn còn luyến tiếc vì đã là người thua cuộc trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng tôi luôn tự hào về cái binh chủng của chúng tôi, về những đồng đội của chúng tôi và kể cả các đơn vị bạn. Vì thế cho nên suốt trong thời gian vừa qua, chúng ta đã có những cái chương trình nghĩ về những anh em kém may mắn, thương tật trong cuộc chiến vừa qua. Tôi luôn luôn tham dự, mặc dầu trưởng lục chiến chúng tôi, anh em đã có cái đơn vị để trợ giúp những thương phế binh ở quê nhà, nhưng vẫn không quên những đồng đội của mình cũng đã bị thương tật trong cuộc chiến vừa qua. Những anh em đó thật là đáng thương. Và hôm nay có luật sư ở đây, chưa kể đến riêng binh chủng Thủy quân lục chiến của tôi, chưa kể đến những đơn vị anh dũng nhảy dù, biệt cách dù, biệt động quân, địa phương quân, tất cả các đơn vị bạn không quân, nghĩa quân, họ đồng lòng chiến đấu. Và ngay cả cái người dân Quảng Trị nữa, chúng tôi đi đến đâu người dân đi theo đến đó, mà mặc dầu là không biết đi về đâu vào những ngày cuối cùng của ngày 30 tháng 4, chúng tôi đi họ đi, chúng tôi quay đầu trở lại họ quay trở lại, rồi chúng ta thua cuộc. Một cái chúng tôi phải thua cuộc, nhưng cái tinh thần chiến đấu của chúng tôi chưa bao giờ ngưng nghỉ về cái cuộc chiến. Chúng tôi thua trong một cái thế cuộc phải thua, thế thề
thế thời, thời thế, nó là đã quyết định rồi. Thì bây giờ chúng ta làm những việc được gì, chẳng hạn như quý vị trẻ, xin quý vị ghi nhớ rằng quý vị ngày hôm nay quý vị đang chuẩn bị một công tác sắp sửa hoàn thành đến đây, đó là biểu tượng xây dựng tượng đài cho những đơn vị đã nằm xuống, cho những anh em nằm xuống có một cái nơi để biểu tượng giữ lại, để mọi người khi về thì khi về thành phố Westminster đến viếng thăm nghĩa trang tự do ở Westminster nhìn thấy cái tượng đài này và họ sẽ nhớ đến cái chiến công này, sẽ mãi mãi để ghi vinh danh những người lính đã nằm xuống. Và bây giờ nếu các cháu có những điều kiện, các cháu tiếp tục sự nghiệp chúng tôi trong vòng thời gian ngắn sắp tới thôi, chúng tôi có thể sẽ không hoàn thành mục đích được. Chúng tôi đến đây ước mong rằng ngoài cái việc xây dựng tượng đài để nói lên một cái chiến thắng oai hùng nhất, hy sinh cao nhất, một chiến trường khốc liệt nhất của lịch sử trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngoài những chiến trận khác chúng ta không nói, nhưng chiến thắng Quảng Trị đó là một chiến thắng lớn. Vì thế đây là một cái danh dự cho chúng tôi. Các cháu đã chọn cái biểu tượng tấm cờ của binh chủng Thiên Lục Chiến để làm cái biểu tượng để vinh danh những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một vinh dự. Tôi cảm thấy đối với anh em thương phế binh, chúng ta giúp thương phế binh. Đối với đồng đội chúng ta đã nằm xuống, cần phải có một cái nơi biểu tượng đầu tiên để mà chúng ta vinh danh những người lính nằm xuống, và hy vọng các cháu sẽ thực hiện tiếp những cái công việc mà các chú không hoàn thành. Chẳng hạn như các cháu sẽ nghĩ ra những cách nào đó, hoặc giúp trợ giúp hoặc giúp đỡ những anh em thương phế binh, những người còn ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà chúng tôi biết rằng khả năng và năng lực của chúng tôi chỉ trong một số một chiều mà thôi. Và xin vì thế cho nên chúng tôi có mặt hầu như xem như rằng chúng tôi nghĩ đến những đồng đội để đền ơn và vinh danh những người đã nằm xuống trong cuộc chiến vừa qua, đã hy sinh và mất mát nhiều nhất. Đó là những người anh hùng. Thì cũng xin cảm ơn cái quý vị đã có nhã ý thực hiện cái tượng đài. Vì thế chúng tôi không thể nào đứng bên ngoài được, chúng tôi phải giúp các bạn để những cộng đồng khác sẽ tiếp tục những biểu tượng vinh danh mọi đơn vị, mọi chiến công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, thưa cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn Mũi Xanh Phát Kiên chia sẻ với các chú, các bác ở đây. Chú cảm thấy phát tỏa một cái niềm tự hào của mỗi người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa về cái tinh thần chiến đấu dũng cảm. Nhưng cái chuyện đó chỉ có những người trong cuộc mới biết, những người Việt Nam thế hệ lớn tuổi mới biết, còn người Mỹ họ không biết, báo chí họ không biết, các giáo sư đại học họ không biết, và cái thế hệ trẻ người Việt Nam lớn lên không biết. Và đó là lý do tại sao Ủy ban xây dựng tượng đài đó muốn tạo nên cái biểu tượng để mà ghi nhận những cái tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường như vậy, cũng để cho thế giới mọi người biết rõ cái khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, chứ không có riêng gì Thiên Lục Chiến. Và đó là cái mục tiêu của cái dự án xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị như vậy. Có muốn hỏi chúng ta là chúng ta nghĩ thế nào về cái mục tiêu vinh danh cái tinh thần chiến đấu chung của tất cả các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có riêng gì Thiên Lục Chiến, hay không có riêng gì cái trận hành quân tái chiếm cổ thành Quảng Trị, mà là một tụi con muốn ghi nhận lại một cái chính nghĩa chung cho cuộc chiến Việt Nam cũng như cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Xin chúng ta có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của chúng ta về cái mục tiêu đó. Cảm ơn luật sư Lân. Kính thưa quý vị, tôi có hân hạnh được tham dự trận đánh tại Quảng Trị từ ngày đầu cho đến ngày ngưng bắn. Tôi đã nhìn thấy khả năng của tất cả các đơn vị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày đầu đến ngày cuối. Sở dĩ thủy quân đồng chiến hoàn thành được nhiệm vụ
và sự yểm trợ của nhiều binh chủng, nhiều quân đội. Thứ nhất, trên không phận, không quân đã yểm trợ đắc lực, đã tiêu diệt những hậu cứ địch, tải thương tiếp tế. Đặc biệt, tôi xin nêu ra một thí dụ để điển hình là một chiến sĩ không quân, ông Đại úy Trần Thế Vinh. Trong 8 ngày chiến đấu, anh đã bắn hạ tận 21 cái chiến xa của Việt Cộng, để rồi ngày mùng 9 anh gãy cánh ở căn cứ Phượng Hoàng. Bên phải của thủy lục chiến, trên trục tuyến quân là lực lượng hải quân bảo vệ ven biển, ngăn chặn sự xâm nhập của Việt Cộng. Nhất là đặc công biển của Việt Cộng lúc nào cũng chờ xâm nhập vào hậu tuyến của chúng ta để phá hoại. Đặc biệt nhất là bên trái cái cánh quân của thủy lục chiến là sư đoàn nhảy dù. Sư đoàn phải nói là có tổn thất khá nặng khi sư đoàn mở đường từ sông Mỹ Chánh cho đến ngã ba Long Hưng, cửa ngõ vào thành Quảng Trị, rồi bàn giao cho thủy lục chiến. Sư đoàn nhảy dù đã phải mặt bắc chặn đánh một sư đoàn của Việt Cộng, phía tây cũng phải đánh một sư đoàn thứ hai nữa để cho địch khỏi xâm nhập, cắt đứt quốc lộ 1, cái trục quốc lộ tiếp tế huyết mạch của quân đội. Thứ ba nữa, tôi phải công nhận rằng các chiến sĩ biệt đội quân, hai liên đoàn biệt đội quân đã tổn thất rất nặng ở ngày đầu. Sau khi tái bổ sung, hai sư đoàn vẫn tiếp tay cho nhảy dù vào thường chiến, cùng song song tiến lên. Họ ở nỗ lực thứ hai để bảo vệ các trục tiếp quân, các trục để liên lạc tiếp tế tải thương. Nhờ có họ cho nên thủy quân đầu chiến và nhảy dù tiến thẳng về Quảng Trị. Tôi cũng không quên rằng cái lực lượng địa phương quân của tỉnh Quảng Trị sau khi tái bổ sung đã giúp đỡ chúng tôi giữ những kho đạn, những cây cầu, những căn cứ pháo binh. Đó là những đơn vị trực tiếp yểm trợ cho thủy quân để chiến thắng cộng quân và để cắm cờ vào ngày 19 tháng 6 tại cổ thành Quảng Trị. Tôi cũng xin được anh nhanh một nhảy một kỷ niệm nhỏ của tôi. Là sau cái cắm cờ buổi sáng thì 3 giờ chiều hôm đó, tôi có hướng dẫn linh mục tuyên úy của thủy quân đồng chiến vào ngay cổ thành để làm lễ, để dâng thánh lễ mừng chiến thắng cho ngay cái buổi chiều hôm đó. Trên đường vào quảng cổ thành, Việt Cộng có pháo kích, tôi nhìn mà cha tuyên úy cũng đội nón sắt, mặc áo giáp, đứng bên cạnh tôi trên cái bờ hào. Lúc đó nước đã gạch ngói đã rất bất ngập rồi, không phải gội nước, từ từ đi vào cổ thành để dâng lễ. Những hình ảnh đó không bao giờ tôi quên được. Đối với các hầu duệ, chúng tôi già rồi, tiền của không có, sức không có, mà hầu duệ làm. Tôi không biết rằng cái ai nói chính trị hay chính em gì cả, nhưng mà cái việc xây dựng tượng đài là tôi yểm trợ 100%.